Rồi, xin chào tất cả các em. Xin chào tất cả các em fan Sun 50 nha. Hôm nay mình xin review nhẹ về chiếc Sun 50 màu đỏ đen. Thì chiếc xe này có gì đặc biệt? Đây, có một chiếc đèn khá là đặc biệt, nhìn vô là thấy thiện cảm rồi, nhìn vô là thấy vui vui rồi. Thì cái chóa đèn này mình dán màu đen khói, tạo kiểu để cho nó hài hước xíu thôi, chứ bên trong nó là một cái chóa hai tầng nha anh em. Rồi, kéo xuống cái phần mặt nạ này, thì chủ xe đã đi một cái bộ tem rời Candy mới kinh, có ánh kim nè. Đó, anh em thấy ánh kim không? Tem nhôm ánh kim đó. Rồi xuống tới cái phần dưới này, chủ xe đã lên cho mình một cái bộ mắt, mắt cú lé Audi A11. Đây, hướng chạy Audi A11. Đó, anh em thấy nó chạy không? Thì cái phiên bản này không biết là những chỗ khác đã lên chưa, thì anh em nào cần lên như xe này á thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Bi Racing Shop thiết kế trên hoàn toàn trên cái ốp zin này nha anh em. Mình chỉ gọi là chế cháo thêm cái phần mắt cú bên phía này thôi, còn tất cả là như zin hết, để cho cái mặt nạ này nè, mặt nạ zin vô là ốp vô khít như zin này. Đó, anh em thấy không, khít như zin luôn, tất cả là khít như zin luôn nha. Bên này là như zin anh em thấy rồi. Thì gia công thì bắt buộc là mình phải cắt một bên, cắt một bên là mình gắn cái mạch Audi A11 vô. Rồi, xong cái phần mặt nạ, mình xuống tới dàn chân phía đầu. Mình xin review nhẹ là chiếc xe này đã lên cái cuộc LCM của Winner, khá là hài hòa, đẹp mắt và cứng đó nha anh em, chắc chắn. Thì chủ xe muốn đi lại con heo zin. Ngoài con heo zin thì chủ xe tô điểm thêm là một số con ốc G5 titan G5 tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Thì dàn chân này thì đi đĩa CNC răng cưa này, đi ốc lòng đĩa. Ốc lòng đĩa là ốc con ốc đĩa. Ốc đĩa này là ốc đĩa Salaza. Và đi lòng đĩa CNC lên cái pha form đĩa zin. Mâm thì đi mâm Koji 6 cây. Koji 6 cây. Hai bên tất cả là đều đi đây cốt titan G5, cốt chụp cốt tán và ốc chặn này. Cả ốc là bằng titan G5. Rồi xuống cái phía dưới này có gì lạ? Thì cổ vô này là xe cũng đã đi hai con ốc G5 luôn, 8 G5. Sao cái cổ vô này nó không có vàng? Đó là một cây vô Umaru V1. Đây, các bạn nhìn thấy tem có thể đoán ra đó là Oppo Umaru V1 Umaracing này. Đi Oppo Spark, tất cả là ốc G5 hết. Đây tiếng vô của nó đây, rất là ấm nha anh em. Đèn nào của đó. Rồi xong phần bên dưới, mình xin review nhẹ về phần đầu xe. Rồi đây là cái cụm domino 2 dây, gắn dây gazin luôn. Bao tay thì bao tay Racing Boy, cầm rất là êm và chắc chắn. Vặn là có. Bên đây thì đây là cái bình dầu của tay thắng RCS Rambo 1-1 thôi nha anh em, nhưng mà bóp khá là êm, chắc chắn, nhịp nhàng, nhẹ nhàng.
form cũng khá là đẹp. Với tầm trung thì đi chiếc này là ok này. Qua bên này Tycoon Racing Boy, chính hãng vừa mới, tiếng Rizoma, form chéo, chống chói, chống chói ánh nắng mặt trời và tiêu UV, và đèn xe ô tô phía sau. Rồi ok, qua bên phía bên này, đây là một cái đồng hồ speed park. Đây mình tắt đi, mở lại cho anh em coi hiệu ứng nó ha. Đó, màn hình chào nó có cái chữ speed park. Rồi lên màn hình LCD và cốt xi nhan. Rồi mình để máy lên lại cho anh em coi nè. Đây là ở giữa là sẽ báo vòng tua 5000 BPM. Đi lên tới đây, lên 9000 là nó sẽ báo đèn vàng, báo tua cao. Qua tới 10000 sẽ báo đèn bỏ, đèn đỏ là tua rất là cao. Lên nè, vòng tua lên khá là mượt, lên thì báo đèn vàng này. Qua tới đây số 10 là nó sẽ báo đèn đỏ. Cái đồng hồ này là có giá là 4,2 triệu bao lên xe, bảo hành 4 tháng. Nhưng mà tiền nào của đó thôi anh em ạ. Rất là đẹp. Có báo nhiệt độ này, báo giờ này, báo xăng này, số nằm bên đây, số ở đâu đây, km, ở đâu km giờ. Nhưng mà quay bánh sau thì sẽ có hiệu ứng này. Mình vô số cho anh em coi nha. Đấy, đây là hai hiệu ứng chạy sang hai bên khi mà bánh sau quay, được đọc ngay từ trong máy theo vòng tua đồng hồ zin. Rồi ok ha. Xe này cũng đi toàn bộ tem 150 kinh này. Rồi mình xin giới thiệu với các bạn sơ lược về cái dàn chân, dàn lốc máy. Dàn lốc máy thì cũng zin thôi, không có gì gọi là ghê gớm. Nhưng mà lên dàn ốc này thì cũng khá là nặng tiền đối với những anh em mà chơi tầm trung. Tô điểm thêm điểm nhấn nhẹ nhẹ cho chiếc xe. Ốc zin, cái ốc full ốc R5. Đây là miếng mang cá Boy. Rồi ốp kinh rác đen. Đây bộ gác chân của Raider. Nó bát CNC sẵn chế cho R10 này. Đây là cái chống đổ của Rizoma. Khá là gọn gàng và xinh xắn. Dàn chân phía sau này thì chủ xe đã đi cái phuộc ISS G-Sport. Phuộc này giá nằm khoảng tầm 4,2 triệu. Nhún thì bao êm mà. ISS thì anh em biết là cái phuộc này nói chung là xài rất là ok với tầm giá, hoặc là giá không quá là cao như mấy dòng Olin Rio hay là mấy dòng phuộc khác. Nằm giá tầm khoảng 4,2 triệu là cũng là ok, nhưng mà đổi lại cái chất lượng của nó là rất là tốt, bền theo 5 tháng luôn. Anh em tăng chỉnh nhẹ nhàng ở dưới này, nút tăng chỉnh nhẹ nhàng dưới này đó. Rồi xuống cái dàn chân thì chủ xe nó đi bộ nhôm sơn dĩa Recto Malaysia. Đây là cái dĩa nhôm 7075. G5 nữa. Nhưng mà di chuyển thì cho một hiệu ứng khá là đẹp. Cốt 8 G5 luôn.
đi một cái đèn hậu Audi A11. Nó có hiệu ứng rất là đẹp ha anh em. Đây là hiệu ứng đang chạy này, mình sẽ bóp thắng này. Đó, ok. Chấp tôi một luôn. Rồi, ok. Đây là cái rè Mã Lai mới nha anh em, dành cho anh em đi bánh nhỏ này, con gà. Form của em nó đây, gắn mô như zin thôi, tháo cái ốp zin ra gắn mô như zin. Để tăng độ an toàn cho xe thì chủ xe vẫn đi heo zin nha anh em. Heo zin thì luôn luôn là tốt, chỉ là không được đẹp như là heo đồ chơi thôi. Ở đây thì cũng là bộ gác chân rider, mà để tăng độ cứng cho mình thì làm thêm một cái bát nhôm ngay đây để nó có độ chịu sức nặng của cái bô. Nếu mà một cái thanh ngang như thế này thì không thể nào mà chịu được sức nặng của cái bô, nó đi sẽ bị vẩy. Thì mình sẽ thêm một cái cây cái bát nhôm CNC ngay cái này nữa, tăng độ cứng cho cái bô. Đó, rất là cứng nha anh em. Rồi bên đây là vẫn là lốc zin, ốc nhớt G5, phun ốc lốc máy titanium. À, trong góc này thì chủ xe đã rời bình nước phụ lên để ngay góc này khá là gọn gàng, để vệ sinh lốc máy cho nó sạch sẽ dễ dàng. Đó, anh em thấy góc này nó thoáng mát đúng không? Không được có ai ta. Rồi, đây là tổng quan toàn bộ chiếc xe. Thì mình review với tinh thần là giao lưu học hỏi. Nếu mà anh em nào có thấy hay thì cho mình một like. Còn nếu mà anh em nào có cái gì hay hơn ấy, thì mình comment cho phía bên dưới để mình cùng giao lưu học hỏi. Rồi, xin chào tất cả anh em nhé.